Vào ngày 9 tháng 9 năm 2018, câu lạc bộ Hòa Hành Gia Lai sẽ có trận tiếp đón FLC Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 21 giải bóng đá V-League 2018. Ở vòng đấu này, câu lạc bộ Hòa Hành Gia Lai sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nương Xuân Trường do vừa phải trải qua một cơn tiểu phẫu. Tuy nhiên, với phong độ ngày càng cao của tiền vệ Minh Vương, tuyến giữa giờ đây không còn là nỗi đo quá đáng kể đối với đội bóng phố núi. Ngoài trường hợp của Xuân Trường, các cầu thủ vừa trở về từ ASEAN như Văn Toàn, Công Phượng và Văn Thanh đều có thể lực tốt và sẵn sàng cùng các đồng đội giữ chọn 3 điểm tại sân Pleiku. Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ NBC Thanh Hóa vừa khiến tất cả phải ngả mũ sau cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở bán kết lượt về cúp quốc gia. Trong chuyến hành quân đến sân Pleiku, huấn luyện viên Đức Thắng vẫn sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất. Ở trận đấu này, tiền đạo Romario sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ Hòa Hình Gia Lai. Romario đang có phong độ khá tốt trong màu áo câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Chính anh là người đã góp công lớn khi ghi bàn cả hai lượt trận tại bán kết cúp quốc gia, đồng thời giúp câu lạc bộ FLC Thanh Hóa hiên ngang bước vào chung kết. Trở về sân Pleiku, chắc chắn Romario sẽ là người khao khát thể hiện bản thân hơn tất cả. Với lịch sử đối đầu giữa Hòa Hình Gia Lai và Thanh Hóa, lợi thế đang nghiêng về phía đội bóng xứ Thanh với 5 chiến thắng trong 7 lần gặp nhau gần đây. Tuy nhiên, trong lần gần nhất, Hòa Hình Gia Lai mới là đội bóng giành được 3 điểm. Phong độ sân nhà của Hòa Hình Gia Lai đã khá tốt. Câu lạc bộ phố núi giành tới 6 chiến thắng trong 10 trận V-League gần nhất chơi trên sân Pleiku. Bên phía câu lạc bộ NLC Thanh Hóa, họ không có nhiều kỷ niệm đẹp trong mỗi lần thi đấu xa nhà. Trận đấu giữa Hòa Hình Gia Lai và NLC Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 9 tháng 9 trên sân vận động Pleiku.